Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay vừa diễn ra trưa nay ngày 6 tháng 10 2022, giải đấu thủ mạnh toàn quốc. Mời bạn xem trận đầu tiên, Lại Liên Huynh cầm đỏ đi tiên gặp Võ Văn Hoàng Tùng cầm đen đấu hậu, trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。将军。Mã 6 tấn 7 bắt tượng, nếu tượng chạy sẽ mất mã. Trên đây không mất một quân, cho nên Võ Văn Hoàng Tùng đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai, Nguyễn Anh Quân cầm đỏ đi tiên, Đặng Hữu Trang cầm đen đấu hậu, mời bạn thưởng thức.
军。将军，炮2tấn 3 chiếu tướng bắt chết xe và đồng thời bắt chết luôn quân mã. Trên đây thì Đen đang hỗ trang buông cờ nhận thua. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.